Chào mừng các con đến với hệ thống bài giảng điện tử e-learning của khối tiểu học. Cô xin tự giới thiệu, cô là Nguyễn Thùy Linh, cô đến từ trường tiểu học Tô Vĩnh Diện, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Cô rất vui khi được cùng các con tham gia bài học e-learning môn đạo đức lớp 1. Đây là bài giảng e-learning được thiết kế và đóng gói theo tiêu chuẩn HTML5 chạy ổn định trên trang web. Như các con đã biết, bài giảng e-learning sẽ giúp cho các con tự học, tự khám phá nội dung bài học thông qua mạng Internet. Đồng thời, việc học e-learning sẽ giúp cho các con tự ôn tập, kiểm tra, đánh giá khả năng của mình một cách chủ động ở mọi lúc, mọi nơi. Chính vì vậy, có thể nói e-learning là hình thức học tập hấp dẫn và là xu thế của giáo dục hiện nay. Nào, chúng ta cùng bắt đầu bài học nhé!